nữa. Đây, chỗ nó thính nền. Đây, thính nền ngủ này. Không còn quay quá, không còn quay cái thùng thính ngủ làm gì, quay quá nhiều. Anh em mới cho dăm 6 bát thính nền. Ok. Rồi. Cho cắm gạo nữa. Trộn đều lên. Bài này quá quen thuộc rồi. Bên cái bài này tôi úp lần này là lần thứ bao nhiêu rồi. Thôi chả có cái gì thì thôi cứ làm úp lên vậy. Giờ mồi câu thì cái bài nào mình phải làm thì mình mới đánh được, chứ giải thích thì nó cũng cứ đứng mà lấy hình ảnh mà làm ví dụ Hai thì nó cân cũng mệt lắm. đôi nữa hả? Đây, ăn chừng cân cắm gạo thôi, nhiều là cân cắm gạo nó là nhô trộn xong nó có 6-7 cân rồi. Buộc chặt lại tránh mốc để lần sau đi phối tiếp. Anh em cho hai cái này vào đảo đều lên với nhau này, cho cắm gạo nó lẫn với cả cái thính nền của mình. Cái hũ mẻ kia thì chưa được lắm nên tôi hôm nay tôi phải mua mẻ, đang đợi để cho mẻ nó ngấu đấy, mai chắc là dùng được. Mẻ chỗ lọ mẻ cái chỉ câu được một ông thôi, trên nó chưa ngấu, tôi phải mua. Đấy, 15.000 mẻ đặc. Anh em mua cái mẻ đặc, mua cái mẻ loãng 15.000 không ăn thua. Tốt nhất là tự làm được thì nó vẫn là chuẩn nhất. Đảo sơ qua không cần đảo kỹ. Cắm trứng. Trứng. Một gói cắm trứng. Đơn giản. Trứng gà. Đây, 3 quả trứng gà ra mua 3 quả vỡ. 1.000 quả. 3 quả 3.000 mua cho nó tiết kiệm. Rồi, thính chảo nữa. Thế là đảo lên là đi oánh. Xong. Đơn giản. Và thính chảo nữa. Đang chừng khoảng 5-7 lạng thính chảo rồi đấy. Dăm lạng. Thế là xong. Xong hai ô. Đảo đều lên. Đấy, tí quên xốp. Rồi, bây giờ đảo đều lên, anh em đảo kỹ lên. Nhất là mấy cái trứng cái đảo cho nó nát ra. Thế là ok. Anh em có một ổ trôi mè chấm chép các kiểu là điệu, nhưng mà chủ yếu nó là trôi mấy mè thôi. Này là thường là mè lên đầu tiên, trôi vào ăn sau, chép vào ăn sau. Chấm cũng thế. Đây, dính mè đầu. Xong. Đổ túi bóng nữa là ok.
đi ra hồ chiến. Ok, xong. Đấy, đơn giản thôi. Chúc anh em có những cái phát đóng cá nó phê đến tận đỉnh đầu. Ổ 5-6 cân câu thoải mái. Này mà ra quán mua này ít nó phải tầm 150-170. Anh em làm tiết kiệm được tiền. Mà lại vừa nhạy. Anh em cứ ra quán mua thử những cái hôm mà mua 150 mà không được con nào. Rồi dọn dẹp. Nước qua đây. Nó xong đi ra hồ chiến. Đơn giản thôi. Ok, xong. Ồ, trôi mẹ. Vừa thả xong. Thả được khoảng tiếng là được hai bong hai. Cô em đang ngồi thay cá. Không phải ít người. Yeah. Chép. Chép mấy mè. Chép ngon lắm. Nên chép ngon nhỉ. Đấy, ổ trôi mè lên. Chép trước ấy, xong rồi lên mè. Trôi mè lại lên mè chép mè trước. Tâm này, có tâm ở bên trái đấy. Tâm ngoài đây, cái chép của hai ngoài. Ổ câu là có 4 vị câu nhưng mà chưa ông nào lên cá ngoài tôi cả. Bùn nó hơi dày. Chép nó đi là có tâm. Đấy cũng không phải tự hào, 4 ông ngồi, có một mình tôi lên cá thôi mà tất cả anh em gần như là thả thính cùng nhau. Tôi thậm chí còn thả sau một tí. Đấy, tâm chép ở bên trong rồi. Trong phao à. Cày hát chưa? Bắt đầu cày hát. Dãy cái gì? Dãy hết rồi còn đâu mà dãy. Nay xuống thằng nào được con nào thì gọi cho hết đi. Anh mang về một con hoặc là bạt chả con nào cả. Tí gọi luôn mấy thằng xuống cho. Mè danh. Mè lâm lạng. Ôi đừng cẩu. Cẩu quái mẹ lươi. Mẹ con mẹ. Ngày nào nó cẩm từ lẫy giờ rồi. Chép 5 cân khó lắm. Này đang chữa.
Đấy quả đấy ơi. Bảo đưa anh, nếu anh cầm, anh cầm anh đóng được lại cái đâu bảo. Ừ, đấy, đợi hải nó đẹp đấy. Đây con thứ ba rồi, mới ngồi khoảng hơn tiếng thôi, nhưng mà nói thật là cũng các ông hồ nhìn là cũng thích rồi, bởi vì chưa ông nào được con nào. Trong cái đấy con bong mất mấy con, bong đen thôi, đỏ thì quên đi. Đấy tung tăng bơi lội, nồng mỗi con chép ngon, mỗi con chép ngon, mè không ngon mấy, ngon. Đấy, em bắt con chép về đi. Anh ở ra đây xếp cáo. Mấy con kia tí anh gọi cho lốt. Anh từ giờ mới 2 tiếng đồng hồ kiểu gì sẽ đóng nữa. Một con mới con cá to kia đấy. 2 tiếng làm 4 con. Vâng, con to đấy. Ừ, đấy. Bắt con chép về om dưa con này chẳng 2 cân. Được, tầm cân 7 cân 8. Tí em còn thằng nào gọi luôn cho nốt. Cho hết đi, tủ lạnh nha anh, không có chỗ để. Trời sấm chớp ầm ầm rồi. Bốn ông ngồi. Úi giời. Bốn ông ngồi chưa ông nào được con gì, mỗi tôi được ba con. Đấy, đừng có dựng cần lên, ông có nó xét nó đánh như đánh với đầu cần đấy. Quấy xốp lên đấy. Mẹ nó vẫn rất ác, để ý đi.